tiếp tục chuỗi hoạt động vận động hỗ trợ các trường hợp bị ảnh hưởng do dịch Covid-19. Mới đây, Liên đoàn Lao động tỉnh Long An đã đến thăm tặng gạo cho công nhân lao động đang ở trọ có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 tại quyền Đức Hòa. Đoàn thăm hỏi, động viên và tặng 9 tấn gạo cho công nhân lao động đang ở trọ có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19. Công nhân gọi vào đường dây nóng yêu cầu sự giúp đỡ để vượt qua mùa dịch. Đoàn trao tặng tại xã Mỹ Hạnh Nam, Đức Hòa Hạ mỗi đơn vị 2,5 tấn gạo, Mỹ Hạnh Bắc, Đức Hòa Đông mỗi đơn vị 2 tấn gạo. Theo đó, mỗi phòng trọ được trao tặng 10 ký gạo. Đây là nguồn vận động từ tiểu ban hậu cần phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Long An và các nhà hảo tâm. Trong đó, tiểu ban hậu cần phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Long An ủng hộ 8 tấn gạo, các nhà hảo tâm ủng hộ 1 tấn gạo.